tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa. Xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tập truyện ngắn của nhà văn Tiểu Tử. Tác phẩm này được tác giả lấy bối cảnh xã hội miền Nam những ngày sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975 để sáng tác. Tủ sách Tinh Hoa giới thiệu đến quý thính giả như để cùng nhìn lại một giai đoạn lịch sử còn quá mới mẻ, với quan điểm hoàn toàn khách quan, tuyệt đối không có chủ đích phê phán chính trị. Người đọc Thái Hoàng Phi. Chuyện di tản năm 1975. Tôi không có đi di tản hồi những ngày cuối tháng 4 1975, nên không biết cảnh di tản ở Sài Gòn ra làm sao. Mãi đến sau này, khi đã định cư ở Pháp, nhờ xem truyền hình mới biết. Sau đây là vài cảnh đã làm tôi xúc động, xin kể lại để cùng chia sẻ. Chuyện 1. Cuộc di tản kinh hoàng. Ở bến tàu, thiên hạ bồng bế nhau, tay xách nách mang, kêu réo nhau ầm ĩ, hớt hơ hớt hải chạy về phía cầu thang dẫn lên bon một chiếc tàu cao nghèo nghèo. Cầu thang đầy người xô đẩy chen lấn nhau, kêu gọi nhau, gây gỗ nhau ồn ào. Trên bông tàu cũng đầy người lố nhố, dành nhau chồm lên be tàu để gọi người nhà còn kẹt dưới bến. Miệng la tay quơ, ra dấu chỉ trỏ, cũng ồn ào như dòng người lên cầu thang. Giữa cầu thang một bà già, máy quay phim zoom ngay bà già nên nhìn thấy rõ. Bà mặc quần đen, áo túi trắng, đầu cột khăn rằn, không mang bao bị gì hết. Bà đang bò nặng nhọc lên từng nấc thang. Bà không giáo giác nhìn trước ngó sau hay có cử chỉ tìm kiếm ai. Có nghĩa là bà già đó đi một mình. Phía sau bà thiên hạ dồn lên, bị cản trở nên la ó. Thấy vậy, một thanh niên tự động lòn lưng dưới người bà già, cõng bà lên, xốc vài cái cho thăng bằng rồi trèo tiếp. Chuyện chỉ có vậy, nhưng sao hình ảnh đó cứ đeo theo tôi từ bao nhiêu năm, để tôi cứ phải thắc mắc, bà già đó sợ gì mà phải đi di tản? Con cháu bà đâu mà để bà đi một mình? Rồi cuộc đời của bà trong chuỗi ngày còn lại trên xứ định cư ra sao? Còn cậu thanh niên đã làm một cử chỉ đẹp, quá đẹp, bây giờ ở đâu? Tôi muốn gửi đến người đó lời cảm ơn chân thành của tôi, bởi vì anh ta đã cho tôi thấy cái tình người trên quê hương tôi nó vẫn là như vậy đó, cho dù ở trong một hoàn cảnh xô bồ hỗn loạn như những ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1975. Chuyện 2. Những bàn tay nhân ái. Cũng trên chiếc cầu thang dẫn lên tàu, một người đàn ông tay ôm bao đồ to trước ngực, cõng một bà già tóc bạc phếu lất phất bay theo từng cơn gió sông. Bà già ốm nhom, mặc quần đen, áo bà ba màu cốt trầu, tay trái ôm cổ người đàn ông, tay mặt cầm cái nón lá. Bà nép má trái lên vai người đàn ông, mặt quay ra ngoài về phía máy quay phim. Nhờ máy zoom vào bà nên nhìn rõ nét mặt rất bình thản của bà, trái ngược hẳn với sự thất thanh sợ hãi ở chung quanh. Lên gần đến bon tàu, bỗng bà già vụt tay làm rơi cái nón lá. Bà chồm người ra, hốt hoảng nhìn theo cái nón đang lộn qua trao lại trước khi mất hút về phía dưới. Rồi bà bật khóc thảm thiết. Bà già đó chắc đã quyết định bỏ hết để ra đi, yên chí ra đi, vì bà mang theo một vật mà bà xem là quý giá nhất, bởi nó quá gần gũi với cuộc đời của bà, cái nón lá. Đến khi mất nó, có lẽ bà mới cảm nhận được rằng bà thật sự mất tất cả. Cái nón lá đã chứa đựng cả bầu trời quê hương của bà. Hỏi sao bà không xót xa đau khổ. Nghĩ như vậy nên tôi thấy thương bà già đó vô cùng. Tôi hy vọng về sau trên xứ sở tạm dung, bà mua được một cái nón lá để mỗi lần đội lên, bà sống lại với vài ba kỷ niệm nào đó ở một góc trời nào đó của quê hương. Chuyện 3. Quê hương xa rồi. Cũng trên bến tàu này, trong luồng người đi như chạy,
một người đàn bà còn trẻ mang hai cái sắt trên vai, tay bồng một đứa nhỏ. Chắc đuối sức nên cô ta quỵ xuống. Thiên Hạ quay đầu nhìn nhưng vẫn hối hả đi qua, còn tránh xa cô ta như tránh một chướng ngại vật nguy hiểm. Trong sự ồn ào hỗn tạp đó, bỗng nghe tiếng được tiếng mất của người đàn bà vừa khóc la vừa làm cử chỉ cầu cứu. Đứa nhỏ trong tay cô ta ốm nhom, đầu chờ giờ mắt sâu hởm, đang lả người về một bên, tay chân sụi lơ. Người mẹ, chắc là người mẹ, bởi vì chỉ có người mẹ mới ôm đứa con quặt quẹo xấu xí như vậy để cùng đi di tản. Và chỉ có người mẹ mới bất chấp cái nhìn bàng quan của thiên hạ mà khóc than thống thiết như vậy. Người mẹ đó quýnh quán ngước nhìn lên luồng người, tiếp tục gian lại cầu khẩn. Bỗng có hai thanh niên mang ba lô đi tới, nhìn thấy, họ dừng lại khom xuống hỏi. Rồi họ ngồi thụp xuống. Một anh rờ đầu rờ tay, vạch mắt đứa nhỏ. Họ nói gì với nhau, rồi nói gì với người đàn bà. Thấy cô ta trao đứa bé cho một anh thanh niên, anh này bồng đứa nhỏ úp vào ngực mình, rồi vén áo đưa lưng đứa nhỏ cho anh kia xem. Thằng nhỏ ốm đến nỗi cái xương sống lồi lên một đường dài. Anh thứ hai đã lấy trong túi ra chai dầu từ lúc nào, bắt đầu thoa dầu rồi cạo gió bằng miếng thẻ bài của quân đội. Thiên Hạ vẫn rần rần hối hả đi qua. Hai thanh niên nhìn về hướng cái cầu thang có vẻ hốt hoảng. Họ quay qua người đàn bà nói gì đó rồi đứng lên bồng đứa nhỏ, vừa chạy về phía cầu thang vừa cạo gió. Người mẹ cố sức đứng lên, xiêu xiêu muốn quỵ xuống, vừa khóc vừa đưa tay vẫy về hướng đứa con. Một anh lính Mỹ chợt đi qua dừng lại nhìn, rồi như hiểu ra vội vã chạy lại đỡ người mẹ, bồng sốc lên đi nhanh nhanh theo hai chàng thanh niên. Cây súng anh mang chéo trên lưng lắc la lắc lư theo từng nhịp bước. Viết lại chuyện này mặc dù đã hơn 30 năm, nhưng tôi vẫn cầu nguyện cho mẹ con thằng nhỏ được tai qua nạn khỏi. Cầu nguyện cho hai anh thanh niên có một cuộc sống an vui, tương xứng với nghĩa cử cao đẹp mà hai anh đã làm. Và dĩ nhiên, bây giờ tôi nhìn mấy anh lính Mỹ với cái nhìn có thiện cảm. Chuyện 4: Những cuộc chia tay xé lòng. Cũng trên bến tàu, cầu thang đã được kéo lên. Trên tàu đầy người ồn ào, dưới bến vẫn còn đầy người và cũng ồn ào. Ở dưới nói vói lên, ở trên nói vọng xuống. Và vì thấy tàu sắp rời bến nên càng quýnh quán tranh nhau, vừa ra dấu vừa la lớn. Mạnh ai nấy la nên không nghe được gì rõ rệt hết. Máy quay phim zoom vào một người đàn ông đứng tuổi đang hướng lên trên ra dấu nói gì đó. Bên cạnh ông là một thằng nhỏ cỡ 9-10 tuổi, nép vào chân của ông, mặt mày ngơ ngác. Một lúc sau, người đàn ông chắp tay hướng lên trên xá xá nhiều lần như vang lại người trên tàu. Gương mặt sạm nắng của ông ta có vẻ rất thành khẩn. Bỗng trên tàu thòng xuống một sợi thừng cỡ nửa cùm tay, đầu dây đông đưa. Mấy người bên dưới tranh nhau chụp. Người đàn ông nắm được, mỉm cười sung sướng, vội vã cột ngang eo ếch thằng nhỏ. Xong, ông đưa tay ra dấu cho bên trên. Thằng nhỏ được từ từ kéo lên, toàn ten dọc theo hông tàu. Nó không la, không khóc, hai tay nắm chặt sợi dây, ráng nghiêng người qua một bên để cúi đầu nhìn xuống. Người đàn ông ngước nhìn theo, đưa tay ra dấu như muốn nói: "Đi đi, đi đi." Rồi mặt ông bỗng nhăn nhúm lại, ông úp mặt vào hai tay khóc ngất. Bây giờ tôi đoán ông ta là cha của thằng nhỏ đang toàn ten trên kia. Không có tiếng còi tàu hụ buồn thê thiết khi lìa bến, nhưng sao tôi cũng nghe ứa nước mắt. Không biết thằng nhỏ đó bây giờ cũng đã trên 40 tuổi, ở đâu? Cha con nó có gặp lại nhau không? Nếu nó còn mạnh giỏi, tôi xin ơn trên xui khiến cho nó đọc được mấy dòng này. Hết chuyện. Chuyện ngày này năm 1975. Năm nay tôi 80 tuổi. Vợ tôi thường nói với mấy con: "Ông bà mình nói người già hay sanh tật, đúng quá. Bây coi, ba bây bây giờ
sáng nào uống cà phê xong cũng lại đứng trước tấm lịch tháng treo ở phòng khách, nhìn trầm ngâm một chút rồi lấy bút gạch chéo ô vuông đề ngày hôm qua. Chi vậy không biết. Hỏi ông thì ông nói gạch để nhớ rằng đến ngày này tháng này mình vẫn còn trôi sông lạc chợ. Trời đất, định cư ở Pháp từ hơn 30 năm chứ phải mới đây đâu, mà đi gạch lịch từng ngày. Ông còn nói gạch để coi chừng nào mình mới thôi gạch để về lại Việt Nam. Câu nói của tôi là sự thật, nhưng vì vợ tôi không hiểu nên cho tôi là già sanh tật. Làm sao giải thích được, mỗi lần tôi gạch tréo một ngày như vậy, tôi có cảm tưởng như là tôi vừa nhích lại gần quê hương một chút. Một chút thôi, đủ để nuôi hy vọng thấy một ngày nào đó mình vẫn còn sống mà trở về. Sáng nay cũng giống như mọi ngày, tôi cầm bút gạch tréo ô vuông ngày hôm qua. Ô vuông ngày hôm nay đập vào mắt tôi, làm tôi giật mình. Ngày này, năm 1975, tôi bỗng nhớ ra, nhớ rõ những gì đã xảy ra ngày đó, nhớ như in. Rồi sợ ngày đó nó vụt khỏi ký ức vốn đã quá hao mòn của tuổi già, tôi vội vã lấy giấy bút ghi lại. Hồi trước 75, tôi làm việc cho một hãng dầu ở Việt Nam, phụ trách nhập cảng xăng dầu từ Singapore vào kho dầu Nhà Bè để cung ứng cho thị trường dân sự và quân sự miền Nam Việt Nam. Vì trong xứ có giặc nên thị trường quân sự chiếm 60%, trong đó xăng máy bay dẫn đầu. Các bạn tôi trong quân đội giải thích cho tôi biết rằng ở chiến trường miền Nam, sự yểm trợ của không lực là quan trọng nhất. Do đó tôi luôn luôn theo dõi sát tình hình dự trữ xăng máy bay ở các kho dầu miền Nam, từ kho Nại Hiên Đà Nẵng dẫn xuống kho Cần Thơ, thông qua kho lớn ở Nhà Bè. Vào cuối tháng 3 năm 1975, sau lệnh triệt thoái cao nguyên, tình hình quân sự trở nên ồ ạt. Sợ trở tay không kịp, tôi cầm măng Singapore một tàu xăng máy bay. Hay tin này, hãng bảo hiểm có hợp đồng với hãng dầu tôi làm việc, đánh điện phản đối, không cho tàu dầu qua Việt Nam, viện cớ tình hình bất ổn. Đánh điện qua, đánh điện lại, cù cưa cả tuần họ mới bằng lòng cho tàu dầu qua, với điều kiện phải có hộ tống của Navy Mỹ, họ mới cho tàu vào sông Sài Gòn để cập kho Nhà Bè. Tôi báo cáo với ban giám đốc, vì lúc đó ở kho lớn Nhà Bè trữ lượng xăng máy bay chỉ còn đủ có 7 ngày tác chiến của không quân. Ban giám đốc chấp thuận điều kiện của hãng bảo hiểm. Tôi vội vã gọi điện thoại lại cơ quan yểm trợ Mỹ để xin họp khẩn. Ông trưởng sở trả lời, tôi sẽ đến ngay văn phòng ông, cho tôi 10 phút. Tôi quen ông này, tên W, thường được gọi là sếp, nhờ hay đi họp chung. Ông ta dễ thương, nhã nhặn, biết chút đỉnh tiếng Pháp, nên lần nào gặp tôi cũng nói bonjour, ça va. Chào ông Mạnh hả? Sếp W đến văn phòng tôi với hai người phụ tá. Tôi đã làm sẵn hồ sơ, nên sau khi mời ngồi, tôi trao ngay họ để họ dễ theo dõi những gì tôi sẽ trình bày. 10 phút sau, tôi kết luận xin can thiệp gấp để tàu dầu xăng máy bay của hãng tôi được hộ tống. Không quên nhắc lại điểm chánh yếu là trữ lượng xăng máy bay chỉ còn đủ chiến đấu trong vòng có 7 bữa. Nghe xong, sếp W xin phép bước ra ngoài gọi radio về trung ương. Một lúc sau ông trở vào, nét mặt và giọng nói vẫn tự nhiên như chẳng có gì quan trọng hết. Rất tiếc chúng tôi không giúp được, thôi chúng tôi về. Tôi đang nghe nghẹn ngang ở cổ thì ông W vỗ vai tôi, nói nhỏ bằng tiếng Pháp. Allez-vous-en, nghĩa là ông hãy đi đi.
Ra đến cửa phòng, ông ngừng lại nhìn tôi, gật nhẹ đầu một cái như để chào. Nhưng tôi nghĩ là ông muốn nhắc lại câu nói cuối cùng: Allez-vous-en, ông hãy đi đi. Tôi ngồi bất động, nghe tức tràn lên cổ vì thấy mình bất lực quá, và cũng nghe thương vô cùng cái quê hương nhỏ bé của mình, nhược tiểu đến mức độ mà khi cần nắm tay để kéo đi theo thì họ dán đầy đường cái nhãn hai bàn tay nắm lấy nhau để chứng tỏ sự thật tình kháng khích. Rồi khi không còn cần nữa thì cứ tự nhiên buông bỏ, không ngượng tay giấu mặt, vì biết mười mươi rằng thằng nhược tiểu đó không làm gì được mình. Tôi ráng kềm xúc động bước qua phòng họp của ban giám đốc, chỉ nói được có mấy tiếng: chánh quyền Mỹ từ chối. Sau đó tôi đánh điện qua Singapore cũng chỉ bằng một câu: không có hộ tống. Họ trả lời ngay: ok, good luck, nghĩa là nhận được, chúc may mắn. Hai chữ cuối cùng trong hoàn cảnh này và vào thời điểm này nghe sao thật đầy chua xót. Thấy mới có 3 giờ chiều nhưng không có lòng dạ đâu để ngồi lại làm việc, nên tôi lái xe về nhà. Tôi lái như cái máy, cứ theo lộ trình quen thuộc mà đi. Về đến trước nhà, tôi bỏ xe ngoài ngõ, đi bộ vô. Vợ tôi chạy ra ngạc nhiên: sao về vậy anh? Tôi không nói được gì hết, chỉ gục đầu vào vai vợ tôi rồi bật khóc. Vợ tôi chưa biết những gì đã xảy ra, nhưng chắc nàng đoán được rằng tôi phải đau khổ lắm mới khóc như vậy. Cho nên nàng vừa đưa tay vuốt vuốt lưng tôi vừa nói giọng đầy cảm xúc: khóc đi anh, khóc đi. Ngày đó tháng 4 năm 1975, đúng là ngày này. Hết truyện.